Vâng, em Quang Hải Dương xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Thì trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe mà mới về đến cửa hàng bên em. Đó là chiếc xe Daewoo Gentra anh chị nhé. Một cái mẫu Daewoo Gentra được sản xuất năm 2009 và tư nhân chính chủ sử dụng anh chị nhé. Đấy, xe là hoàn toàn không hề tai nạn, đâm đụng hay là chạy dịch vụ taxi gì cả, mà hoàn toàn là sử chủ công chức sử dụng. Đấy, à, dân văn phòng sử dụng. Thì chiếc xe này đã được độ lên rất nhiều đồ chơi. Như ở bên ngoài anh chị thấy là trước mắt chúng ta nhìn vào đó là bộ mâm đa chấu. Đấy, bộ mâm đa chấu nhìn rất là đẹp anh chị nhé. Bộ mâm này nhìn nó có xe trở lên rất là thể thao hơn. Đó. Và thứ hai là đã được dán một số ốp mại chrome, viền đèn. Đấy, viền đèn, viền gương. Đấy, và vẹt che mưa. Tay mở khóa nhìn rất là đẹp, sang trọng. Chiếc xe này thì là một chiếc xe hoàn toàn không chạy dịch vụ taxi, không hề tai nạn đâm đụng. Đấy. Keo chỉ còn nguyên bản 100%. Chiếc xe này có vài vết xước xác nhỏ thì sau video này em sẽ cầm đi sơn, dặm và đánh bóng. Nên là chiếc xe này về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Chiếc xe đang được bên em chào bán với mức giá là 162 triệu đồng anh chị nhé. 162 triệu đồng cho một chiếc xe chất lượng này. Giá của nó hơi cao một chút, nhưng mà đổi lại thì đây là một con xe hoàn toàn chất. Đấy. Bên trong xe thì đã được nắp thêm này một bộ áo ghế rất là đẹp. Đấy, áo ghế màu đen này anh chị nhé. Thứ hai đó là màn hình DVD tích hợp luôn cả cam lùi. Đấy, bắt Bluetooth đầy đủ anh chị nhé. Đó, đây là một chiếc xe hoàn toàn không taxi. Đấy, còn zin đến như đến mức độ như thế này anh chị nhé. Chân ốc chưa mở này, tất cả các ốc này keo chỉ nguyên bản 100%. Ốc bản lề này, nguyên vẹn luôn. Xe đã được lắp thêm bộ khiển, khóa khiển từ xa rồi anh chị nhé. Nên là chiếc xe này về thì anh chị hoàn toàn không phải làm bất cứ kỳ một hạng mục nào cả. Đấy, anh chị nhìn này, cái mép cửa này mỏng chưa. Đấy, bốn cánh như một anh chị nhé. Được sản xuất năm 2009, chạy được 17 vạn. Đấy, chạy 17 vạn chuẩn anh chị nhé. Chiếc xe còn rất là chất lượng, biển Bắc Giang. Đấy, anh chị nào mà thích rút hồ sơ thì bên em sẽ hỗ trợ phần rút hồ sơ cho anh chị nhé. Đây, chiếc xe hoàn toàn không tai nạn đâm đụng gì cả. Anh chị nhìn các đường nét này, đường gân chỉ này. Đấy, thẳng căng luôn, nét nẹt. Xe trang bị 5 chỗ ngồi. 5 chỗ ngồi anh chị nhé. Âm thanh con này nghe cực kỳ chất rồi. Tí em sẽ cho các bác xem cái quả súp của nó. Đấy, không hoàn toàn này, hoàn toàn không hề khoan đục lỗ taxi. Đấy, lỗ mắt thật không hoàn toàn không khoan đục anh chị nhé. Đấy, nhựa zin này, không tí sơn này, keo chỉ này, không mất một phân keo chỉ nào luôn. Đấy, không hề mất một phân keo chỉ nào. Xe trang bị này, 4 kính chỉnh điện anh chị nhé, khóa kính đầy đủ. Đấy, gương thì cái dòng này Gentra Việt Nam thì là gương chỉnh cơ, gương chỉnh tay. Mở cửa ra thì vẫn còn tiếng kêu chít 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 luôn. Đây, cốp của em nó đây. Và thấy có quả súp to. Đấy, cực kỳ to, cực kỳ âm thanh, cực kỳ hay luôn. Đấy, lốp dự phòng này, kích lốp đầy đủ. Đấy, đây phần cua lốp này nhé. Đấy, cua lốp dự phòng này không hề co nhún. Bên em vừa mua về xong chưa dọn rửa gì cả, quay thực tế luôn. Sau video này thì em sẽ mang đi đánh bóng này, chỉa sơn, dọn nội thất. Đây phần máng nước này hoàn toàn không bị đâm đụng. Đấy, keo chỉ cốp này nguyên bản luôn. Các bạn toàn tiếng tôn đấy nhé, rong rong đấy, không hề có một tiếng bả nào. Đấy, anh chị thấy nhé, 162 triệu đồng cho một chiếc Gentra cực kỳ chất như này. Phải nói là lâu lắm rồi em mới mua được một chiếc mà nó đầy đủ và chất lượng như này, nguyên vẹn. Đó, đây các bác nhìn nhé, gân chỉ này, cái bộ la răng này chủ xe mới lên luôn. Đấy, mới lên.
nhìn rất là thể thao anh chị nhé, rất là thể thao luôn. Bộ la răng này cũng không phải là rẻ tiền đâu. Đấy, đây là khoang máy của em, nó không hề tai nạn đâm đụng gì cả. Đợi em chút, em sẽ quay. Đây, cam kết làm đây là một chiếc máy zin anh chị nhé, và không có một giọt dầu nào gì ra đó. Em cam kết đây là một chiếc máy zin tất cả luôn. Rất là chất lượng luôn, không có một giọt dầu nào rỉ ra. Và cái đặc biệt, điều đặc biệt hơn nữa là điều hòa con này cực kỳ lạnh. Đấy. Đây các bác nhìn đi, không hề có một sự va chạm nào ở những thanh răng này. Đó, không hề một sự va chạm nào nhé. Đinh tán còn nguyên này. Đấy. Ụ giảm sóc này, không hề mục mọt. Dòng Genza đa số là nó bị mọt ụ giảm sóc, nhưng mà con này không có một vết mọt anh chị nhé, không hề có một vết mọt quanh xe luôn. Điều hòa cực chất, máy thì cực chất luôn, gầm bệ thì rất là chắc chắn. Đó. Một chiếc xe hoàn toàn không tai nạn đâm đụng. Đấy. Không dịch vụ taxi. Đó. Vỏ mỏng tanh, không hề một tí bả mát tít. Đấy. Sơn zin còn nhiều. Thì anh chị nào mà quan tâm đến cái dòng xe Daewoo Genza này thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0358 286 286, em Quang Hải Dương anh chị nhé. Bên em đang bán con này với giá 162 triệu đồng, có thương lượng. Đấy. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em và hãy ấn nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em về theo ngày tháng anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn theo những video sau. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.